Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có nội dung gì? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ngày hôm qua, phóng viên được biết từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ rằng cơn bão số 5 hiện đã khiến 18 người chết và 44 người mất tích ở tỉnh Quảng Đông. Để đối phó với tình hình thiên tai ở tỉnh Quảng Đông, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã chuyển đổi phản ứng cảnh báo sớm cứu trợ thiên tai được đưa ra vào thứ năm tuần trước thành phản ứng khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp vào lúc 23 giờ ngày thứ Bảy. Trên cơ sở nhóm công tác ứng phó cảnh báo sớm trước đó, họ lại cử nhóm công tác của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia khẩn trương đến vùng thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai, chia buồn với những người bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Quảng Đông làm điều tốt công tác giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ và tái định cư cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi hệ thống mây lưu thông của cơn bão số 5. Mao Minh, Zhangjiang, Zhufu và những nơi khác ở tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ ngày thứ Bảy, gây ra lũ lụt, lở đất, sạt lở núi và các thảm họa khác. Theo thống kê của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, mưa bão đã khiến 1,119 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 18 người chết, 44 người mất tích, 31 người bị thương và 83.000 người phải di rời tái định cư khẩn cấp. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 223 triệu hecta, trong đó 2.200 hecta bị phá hủy hoàn toàn, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và gần 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 867 triệu nhân dân tệ. Theo các báo cáo sau thảm họa, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Đông và Sở Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 2, nhanh chóng cử một nhóm công tác và điều động khẩn cấp 1.000 giường gấp, 400 lều và 2.000 chăn, mền đến Dương Giang, Mao Minh và các khu vực khác. Hiện Ban Dân vận vùng thiên tai đã phân phát 5.200 bộ quần áo, 900 chăn mền, 430 lều bạt, 4.570 hộp lương thực khẩn cấp, 2.100 phần thức ăn nhanh, 1.750 hộp nước khoáng, 3.000 cân dầu ăn, 8,5 tấn gạo, 300 hộp nến cứu trợ thiên tai và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Tại làng Hua Nghe, thị trấn An Pai, thành phố Si, một ông lão cõng đứa trẻ trên lưng đi qua những ngôi nhà và đất canh tác đã bị lũ lụt phá hủy. Người dân vùng lũ thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đang di chuyển đến khu vực an toàn. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 23 giờ ngày thứ Bảy, bão số 5 đã khiến tổng cộng 13 người chết và 33 người mất tích tại 3 thành phố Gao, Si và Giang Chun của tỉnh Quảng Đông. Nguyên nhân chính dẫn đến thương vong và người mất tích là do thiên tai lũ lụt, thiên tai địa chất, sau mảnh vụn và các thiên tai thứ cấp khác do mưa xối xả gây ra. Thưa quý vị, Tân Hoa xã, Bắc Kinh cho biết, từ 2 ngày qua tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác có mưa bão lớn. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, 12 người ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã chết hoặc mất tích do mưa bão và tình hình thảm họa chi tiết đang được xác minh thêm. Từ 2 ngày nay, lượng mưa trên cả nước chủ yếu tập trung ở vành đai mưa từ thượng lưu sông Dương Tử đến phía đông bắc. Khu vực có cường độ lớn nhất chủ yếu ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và thượng nguồn sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình trên bề mặt là 170mm, lượng mưa điểm cực đại là 460mm, lớn nhất kể từ năm 1949. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 10 con sông, bao gồm thượng lưu sông Dương Tử, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu sông Siao, sông Hai He và sông Đại Khánh đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Đến 1 giờ ngày Chủ nhật, mực nước đỉnh lũ tại kênh Bắc lưu vực sông Hải Hà là 19,77m, lưu lượng tương ứng là 1.590m³/giây. Cả về mực nước và lưu lượng đều đứng thứ nhất trong kỷ lục đo đạc kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Vào thời điểm đó, mực nước tăng lên 19,22m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 555m³/giây. Cả mực nước và tốc độ dòng chảy đều được xếp hạng đầu tiên kể từ khi hồ sơ đo lường thực tế bắt đầu vào năm 1958. Theo thống kê, trong quá trình cứu hộ và cứu trợ thảm họa mưa lớn, Bắc Kinh đã điều động tổng cộng hơn 12.000 lực lượng cứu hộ thoát nước khẩn cấp và quân đội túc trực, 510 phương tiện kiểm tra đường bộ và tổng cộng hơn 1 triệu mét khối nước ngập úng đã được thoát. Về cơ bản, nước ngập úng đã được loại bỏ trong 6 giờ và 30.695 người ở các khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất đã được di rời khẩn cấp, hơn 70.000 người đã được di rời đến Bảo Định, Thừa Đức và các khu vực khác bị lũ lụt đe dọa. Và ở tỉnh Hà Bắc có hơn 5.600 người dân được tổ chức tuần tra bờ kè để kiểm tra mức độ nguy hiểm và giải cứu cảnh quan Ie Sanpo, hơn 100 du khách bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 6 năm nay dự báo sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ phía đông Hải Nam đến phía tây Quảng Đông từ tối thứ Hai đến rạng sáng thứ Ba. Bị ảnh hưởng bởi bão số 6, dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ đông sang tây, trong đó có mưa lớn ở các vùng phía tây Quảng Đông, Bắc Hải Nam và Nam Quảng Tây. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành thông báo tới 4 tỉnh thuộc khu vực Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, cũng như Bộ Tư lệnh Phòng thủ Châu Giang và Thái Hồ để sắp xếp và triển khai công tác phòng chống trước bão. Kính thưa quý vị khán giả, vào hôm thứ Bảy vừa qua, mưa lớn xảy ra ở Bắc Kinh,
vào khoảng 19 giờ Sở Cứu Hỏa nhận được báo động rằng cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Hồ Thanh Long ở quận Phỏng Sơn, Bắc Kinh đã bị lũ lụt bao vây. Sở Cứu Hỏa đã khẩn trương huy động một đội gồm 50 người đã lên đường giải cứu. Qua kiểm tra, xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn và những người bị mắc kẹt đã ổn định tinh thần. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và mực nước dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Cũng do Tân Hoa xã Bắc Kinh ngày Chủ nhật đưa tin, từ chiều ngày thứ Bảy đến sáng sớm ngày Chủ nhật, ở Bắc Kinh đã xảy ra một trận mưa to đến mưa cực to. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt Bắc Kinh rằng tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, ở Bắc Kinh đã xảy ra 3 thảm họa địa chất và chưa có báo cáo về trường hợp tử vong do thảm họa địa chất. Được biết, 3 thảm họa địa chất là thảm họa lở đất ở chùa Hua Jugu, thị trấn Xiajunling, huyện Phỏng Sơn, khiến một người bị thương và một người mất tích. Thảm họa sạt lở đất ở khu thắng cảnh Miaogulin, thị trấn Hà Bắc, huyện Hoài Nhu, một vụ lở đất xảy ra ở khoảng cách 10.000 km, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc đi qua đường cao tốc Bắc Kinh Tây Tạng. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào tại đây được báo cáo. Tính đến 11 giờ, tổng cộng 56.933 người đã được chuyển đi ở Bắc Kinh, trong đó 20.990 người được chuyển đến từ quận Phỏng Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Được biết, lượng mưa đã khiến 63 con đường chính ở Bắc Kinh bị ngập nước, 30 đoạn đường bị ngập nước hơn 80cm, 31 con đường bị sạt lở và 1.105 ngôi nhà gỗ bị hư hại. Liu Ho, phát ngôn viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh, cho biết trận mưa xối xả cực kỳ lớn khởi phát mạnh, cường độ cao, phạm vi rộng và kéo dài. Cũng trong sáng ngày Chủ nhật, hơn 300 học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị mắc kẹt do lũ lụt ở thị trấn Kinh Lo, quận Phỏng Sơn, Bắc Kinh lần lượt được chuyển đi bằng thuyền cứu hộ. Tại hiện trường, phóng viên được biết 351 sinh viên mắc kẹt và hơn 60 giảng viên, trong đó có 6 giáo viên người nước ngoài đều trong tình trạng an toàn. Vào ngày thứ Bảy, Bắc Kinh có mưa lớn, cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Trung Quốc ở thị trấn Kinh Lo, quận Phỏng Sơn bị lũ lụt bao vây. Vào đêm hôm đó, tất cả giáo viên và học sinh của trường đều bị mắc kẹt trong trường. Phóng viên đến hiện trường vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật thì thấy bức tường một bên của trường đã bị cuốn trôi. Một đại dương bao la nước giữa cổng trường và tòa nhà chính, và một số nhân viên đang đứng trong làn nước sâu đến thắt lưng. Trước cổng trường, lực lượng cứu hộ từ nhiều phía như công an, phòng cháy chữa cháy, quân đội đang tập trung chờ lệnh. Theo lực lượng cứu hộ, các học sinh đã được chuyển lên khu ký túc xá tầng 2 và tầng 3 của trường để ngủ. Đến rạng sáng các em sẽ được chuyển ra bên ngoài trường. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày Chủ nhật, lực lượng cứu hộ bắt đầu vận chuyển nước khoáng, bánh mì, xúc xích, giăm bông, sữa và các thực phẩm khác đến trường bằng thuyền. Vào khoảng 6 giờ 15 phút, 3 học sinh đầu tiên được đón bằng thuyền và được đưa đi bởi các phụ huynh đến của họ. Khoảng 7 giờ 40 phút, hơn 20 sinh viên từ Quảng Đông được chuyển ra ngoài và đưa về các khách sạn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Sau đó, những học sinh khác cũng lần lượt chuyển ra ngoài. Phóng viên lội vào trong khuôn viên thì thấy khuôn viên ngổn ngang, bùn đất vương vãi khắp nơi, giáo viên và học sinh đều tập trung trong khuôn viên chờ chuyển đi. Liu Jiang Han, người đứng đầu cơ sở của Học viện Quân sự Thiếu niên Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng những sinh viên này đến từ Bắc Kinh, Quảng Đông, Chiết Giang, Hà Nam và các tỉnh, thành phố khác, và hầu hết họ đến đây để tham gia trại hè quân sự mùa hè. Khi lũ tràn vào hôm thứ Bảy, học sinh đang ăn tối trong nhà ăn, nhà trường lập tức tổ chức cho giáo viên chuyển học sinh về ký túc xá tầng 2 và tầng 3. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong, không có giáo viên hay học sinh bị thương. Anh Giao, phụ huynh của một học sinh đến từ Chiết Giang, nói với phóng viên rằng anh vừa đón con vào trưa ngày thứ Bảy, nhưng bất ngờ xảy ra lũ lụt vào buổi tối. Rất may đứa trẻ vẫn bình an vô sự. Tính đến thời điểm hiện tại, việc chuyển học sinh vẫn đang được tiến hành. Theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, kể từ hôm qua thứ Bảy, một dải mây mưa lớn đã cố thủ như một con rồng khổng lồ ở các khu vực Tây Nam đến Đông Bắc trên bầu trời của đất nước tỷ dân. Hầu hết các khu vực phía Bắc, Đông Bắc Trung Quốc, phía Đông và phía Nam lưu vực Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn. Mưa lớn còn xảy ra ở một số khu vực khác, Bắc Kinh, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thiên Tân và nhiều nơi khác hứng chịu mưa lớn. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng hôm qua, mưa lớn đã ập xuống toàn thành phố Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ đêm qua, lượng mưa trung bình ở khu vực nội thành Bắc Kinh đạt 196mm, vượt xa mức 72mm của trận mưa xối xả năm ngoái. Trong đó, điểm có lượng mưa lớn nhất là ở Tu Oli, quận Phang Han, đạt 366mm. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, đây là lượng mưa lớn nhất trong 61 năm kể từ khi Bắc Kinh có hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1951, và Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong lịch sử vào ngày hôm qua. Cơn mưa cuối tuần qua đã mang đến nhiều rắc rối cho Bắc Kinh, trước hết là ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Từ vành đai 2 đến vành đai 4, nhiều cầu vượt trũng bị ngập, giao thông gián đoạn, một số đoạn đường bị nước sông tràn vào.
một số cộng đồng dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm ô tô bị ngập nước. Theo Cục Kiểm soát Giao thông Bắc Kinh, tình trạng đường xá xấu khiến hệ thống xe buýt mặt đất ở Bắc Kinh hôm qua gần như tê liệt. Nhiều người chuyển sang các ga tàu điện ngầm gần đó để đi tàu điện ngầm. Trên tuyến sân bay dẫn vào sân bay thủ đô, tàu điện ngầm bị mất điện do nước mưa ngập tấm cảm ứng tàu điện ngầm, khiến một số đoạn đường bị đình trệ, nhưng đã sớm hoạt động trở lại. Ngoài giao thông mặt đất gần như tê liệt, tình hình giao thông hàng không cũng hết sức nghiệt ngã. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thủ đô vào ngày hôm qua và hơn 80.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay. Tính đến 3 giờ sáng nay, sân bay thủ đô đã hủy 545 chuyến bay, 28 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ. 28 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Từ Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vừa qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ mấy ngày trước, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh. Và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm qua, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Yangjiehe Yangku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,37m vào lúc 5 giờ 55 phút ngày hôm qua và trạm thủy văn Yuhe Changguvu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,76m vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện ba đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 mét khối trên dây vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 25mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh và có lượng mưa lớn hơn 100mm. Phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quy Nhơn và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày hôm nay, trên sông Hàn, đoạn An Khang tiếp tục được báo động sau lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà lũ tiếp tục lên. Dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối trên giây trong 24-72 giờ tới. Đoạn Ba Hê trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày hôm qua, nền móng bị sụt lún và đổ sập ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Cheng Quan, huyện Di Giang, An Khang. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc động bên rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra, nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yi Yang Dongmu Yonung đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Kính thưa quý vị, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng phía Bắc Thiểm Tây bị lũ lụt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến 5,59 triệu người, trong đó 130 người chết và 207 người mất tích do lũ quét, lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 19,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm qua, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 9 thành phố, 78 quận, 1.374 thị trấn và 5,59 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây, ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lăng. 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người bị thiệt mạng và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Đông Ba và Bê Hê, Xuân Giang và Yên Ba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt, khu đô thị của thành phố Thông Chuan và các quận như Long Xian, Đa Ly và Huê Yên bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là Yên Ba, Lang Cao, Hang Binh, Di Giang, Long Xian, Đăng Phen và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng,
93 hồ chứa 69 thủy điện, 3.353 kè dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè và các loại bị vỡ, diện tích 43,43 km, 1.399 kè, 246 cống và thủy lợi, có 8.186 công trình, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Chang-gun, Phó Kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng của các thảm họa lũ lụt trên. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt gấp đôi với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Kính thưa quý vị, từ sáng sớm ngày hôm qua, từ Châu Giang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông, nhiều phương tiện bị ngập. Tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích tụ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, Đài quan sát khí tượng Từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm qua. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulu, Yunlong, Kwansan District, Economic Development District, Port Afre District và một số thị trấn. Đường phố ở huyện Tongsan và huyện Yiwang, thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, Đài quan sát khí tượng Từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày hôm qua, Từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị. Chẳng hạn như tháp trống đường hầm Bắc Trung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xiandian, đường chui Yonglong Jinshin, đường hầm Chu Quang Linh, gia lộ Chapeng Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Côn Lôn, khu phát triển, đường sắt cao tốc South Station, đường hầm Shushan của quận Cảng, cũng như đường ngầm Shijisan. Tập đoàn Tàu Điện Ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo lúc 7 giờ 30 phút sáng rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu sâu và dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Beirut Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Mao Kun và Ligu trên đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng tích nước nghiêm trọng cũng xảy ra ở một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước sắp ngập biển, quảng cáo bến xe, xe đạp, đậu ngập nước, một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền. Vào mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị tích nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong nước. Ở một đoạn nhất định, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một lỗ màn nước. Theo báo cáo toàn diện về đất đai, lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng thủy văn, tổng số 8.826 trạm từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hà Bắc. Trong đó có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Khang Du và Bắc Hành Thủy với hơn 100mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 44mm đến 126,2mm và vườn tử Đinh Hương là lớn nhất. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường và cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị tích nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị ngập. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị cắt ở khu đô thị Thạch Gia Trang. Trước chợ hải sản Đông Hao, nhiều ô tô bị ngâm trong nước tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang. Nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một lỗ màn nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước trên cầu chui và cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu, một số ô tô bị ngâm nước giữa đường, một số người dân đi xe đạp điện ngập nước ngang lưng, một số người dân trực tiếp chở xe điện đi dạo.
Rạng sáng ngày hôm nay, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Dinh Sinh, Thạch Gia Trang bị sập khiến nhiều ô tô bị đập phá và hư hỏng nặng. Ngày hôm nay, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền cho rằng cứ mưa là nước lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quản lý quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, một mặt là mưa to, Thạch Gia Trang bị ngập lụt hàng năm, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể phàn nàn, sau bao nhiêu năm nó vẫn không được cải thiện. Tôi đã lớn như vậy và tôi chưa bao giờ thấy nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi trận mưa lớn đều có bị tích nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố, vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua, từ cộng đồng ra bến xe buýt. Nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân sâu gần đến nửa bắp chân. Khu đô thị quận Tây An, thành phố Kangju đã bị phong tỏa. 11 giờ sáng ngày hôm nay mực nước vẫn cao như vậy. Đây có phải là hệ thống thoát nước đã qua xử lý không? Mỗi khi trời mưa, nước lại tích tụ. Đây là con đường mới sửa chữa, chưa thông xe thoát nước kém. Khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng, mưa bão Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm cho Tứ Xuyên và Trùng Khánh, hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Bây giờ, chúng tôi có thể có nước và điện. Thảm họa sạt lở đất và dòng chảy mảnh vỡ trên sông Nujang ở Vân Nam đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Vào khoảng 1 giờ sáng, một thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn đã xảy ra gần văn phòng quản lý đường cao tốc của huyện Gongsan, khu tự trị Nujang Lisu, tỉnh Vân Nam. Tổng cộng có 6 người mất liên lạc, 2 điểm sửa chữa ô tô, bãi tái chế sắt vụn, 2 ô tô bị vùi lấp, trạm thủy văn bị cuốn trôi, hư hỏng một số nhà dân của trụ sở quản lý đường cao tốc. Theo Sở Chỉ huy cấp cứu thảm họa thiên tai lở đất sông Du Long, tính đến 7 giờ ngày hôm sau, đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy 2 nạn nhân tại địa điểm xảy ra thảm họa. Sau thảm họa, tỉnh tự trị Nujang Lisu, nơi có thị trấn Du Long Giang, đã tổ chức một lực lượng cứu hộ gồm hơn 200 người và 14 máy móc để tìm kiếm và cứu hộ những người mất liên lạc với dòng chảy đất đá và mảnh vỡ ở thị trấn Du Long Giang và thực hiện công tác cứu hộ cứu trợ thiên tai. Thảm họa ở thị trấn Du Long Giang hoạt động cơ giới ít, đòi hỏi nhiều thao tác phải thực hiện thủ công. Ngoài ra, tại khu vực xảy ra thảm họa có nhiều điểm sạt lở, thời tiết mưa liên tục, đường trơn trượt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy dò sự sống, thiết bị chụp ảnh nhiệt và các thiết bị khác để phối hợp với chó nghiệp vụ tìm kiếm và cứu nạn thủ công để giải cứu những người mất tích. Các sở tài nguyên thiên nhiên và khẩn cấp tỉnh, quận, huyện tiến hành điều tra, giám sát và cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn trong các khu vực thiên tai. Bộ đã nỗ lực hết sức để đảm bảo sự thông suốt của đường cao tốc Du Long Giang, đảm bảo vững chắc cho việc giải cứu nhanh chóng và hiệu quả những người mất tích cũng như công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn tại thị trấn Du Long Giang đã khiến 2 điểm sửa chữa ô tô và 1 điểm tái chế sắt vụn bị vùi lấp. Một trạm thủy văn bị cuốn trôi, một số ngôi nhà của văn phòng quản lý đường cao tốc Du Long Giang có 68 người di chuyển để tránh nguy hiểm, 4 người mất liên lạc và 2 người thiệt mạng. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 48,655 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, đường từ huyện Công Sơn đến nơi xảy ra thảm họa ở thị trấn Du Long Giang về cơ bản vẫn bình thường. Thị trấn Du Long Giang có đầy đủ ngũ cốc, dầu, rau và quần áo khẩn cấp, nước uống và thông tin liên lạc vẫn bình thường. Nguồn điện cơ bản được khôi phục, sản xuất và trật tự sinh hoạt của quần chúng được ổn định. Thưa quý vị, một thảm họa dòng chảy mảnh vỡ nữa cũng đã xảy ra ở Mansi, Vân Nam, khiến một người chết và 2 người mất tích. Phóng viên được biết từ trụ sở điều hành lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Mansi, tỉnh Đê Hồng, tỉnh Vân Nam cho biết vào khoảng 6 giờ sáng, một thảm họa tự nhiên do dòng chảy đá vụn đã xảy ra từ con phố nhỏ ở thị trấn Trung Sơn, Mansi đến ủy ban làng Mun Chepo. Cách đó 2 km, đường bị phong tỏa, một số ruộng lúa và lán ở hạ lưu bị ngập, khiến 3 người mất liên lạc. Trụ sở khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Tây Hồng và trụ sở cứu trợ hạn hán và lũ lụt thành phố ngay lập tức phát động ứng phó 3 cấp, đồng thời tổ chức khẩn cấp cứu hộ. Các ban ngành như giao thông vận tải, tài nguyên thiên nhiên, y tế và các bộ phận khác khẩn trương đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm và công tác cứu hộ. Đến 14 giờ 03 phút, lực lượng cứu hộ tìm thấy một người mất tích nhưng anh ta đã thiệt mạng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và giám định thiên tai 2 người còn lại đang được tiến hành. Một dòng chảy mảnh vỡ khác cũng đã xảy ra ở thị trấn Trung Sơn, thành phố Mang, tỉnh Vân Nam,
3 người mất liên lạc. Theo báo cáo từ West China Metropolitan Daily và Tianfu Morning Post hôm qua, mức nước ở thượng nguồn đập của sông Dadu đã giảm đáng kể, làm giảm thêm mối đe dọa đối với cư dân dọc sông. Tuy nhiên, việc nổ tung thân đập ở sông Dadu ban đầu được lên kế hoạch cho ngày hôm qua đã bị hoãn lại khi các chuyên gia địa chất phát hiện ra những mối nguy hiểm trong khi điều tra ngọn núi bị sập. Ngoài ra, trong ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hài cốt của nạn nhân đầu tiên. Sáng hôm qua, trời mưa rất to ở Hanyuan. Đến 8 giờ 30 phút, hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã đưa xuồng xung kích đến đoạn đập chắn sông Dadu, mang theo giàn khoan gió và máy phát điện để đào hố nổ. Do khối đá rắn nên tiến độ khai quật bị chậm. Ngoài ra, dưới tác động của mưa lớn, sạt lở đất đá liên tục xuất hiện gần các tảng đá sập, đe dọa sự an toàn của lực lượng cảnh sát vũ trang. Vì lý do an toàn, khoảng 11 giờ trưa nay, chỉ huy đã quyết định tạm dừng việc đào hố nổ và đưa ra phương án ứng cứu khoa học hợp lý sau khi được các chuyên gia địa chất điều tra, nghiên cứu kỹ hơn tại hiện trường. Được biết, tính đến thời điểm đình chỉ thi công, cảnh sát vũ trang đã đào 6 hố nổ trên phần thân đập. Hôm qua là ngày thứ 3 của vụ sập Monkey Drop và chính quyền quận Hanyang đã tăng cường tìm kiếm người mất tích. Theo người có liên quan phụ trách phòng lực lượng vũ trang huyện Hanyang, vào khoảng 7 giờ 30 phút hôm qua, một nhóm nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy một thi thể nạn nhân đầy vết sẹo ở gần hạ lưu cầu Jutu, cách Monkey Drop 10 km. Cơ quan chính quyền huyện Hanyang ngay lập tức thông báo cho gia đình của những người mất tích để xác định danh tính. Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã thu hồi được một chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi sửa chữa, người ta thấy rằng có rất nhiều ảnh được lưu trữ trong điện thoại. Qua những bức ảnh này và vết sẹo trên chân phải của nạn nhân, gia đình nạn nhân nhanh chóng xác nhận người chết là nam giới, quê ở làng Sanyang, thị trấn Simian, huyện Simian, tên là Yu Jingzheng. Yu Jingzheng trở thành nạn nhân đầu tiên trong số 29 người mất tích được tìm thấy. Người có liên quan phụ trách đội tìm kiếm cứu nạn cho biết họ cũng sẽ tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn để tìm tung tích của những người mất tích khác trong thời gian sớm nhất. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm qua, một nhóm các thành viên nhóm CDC và CDC quận Hanyang đã vội vã đến làng Han Chang, thị trấn Wanggong, quận Hanyang và 4 nhân viên CDC bắt đầu khử trùng bờ biển. Lu He thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh huyện Hanyang cho biết, việc này nhằm khử trùng mặt đường tiếp xúc để ngăn ngừa sự xuất hiện của các dịch bệnh sau thảm họa. Từ hôm qua, Trung tâm đã cử 2 đội kiểm soát dịch bệnh tiến hành khử trùng tiêu độc dọc hai bên bờ eo biển. Các cơ sở giết mổ, trang trại chăn nuôi ban đầu đều là những địa bàn trọng điểm phòng chống dịch bệnh. Vlog cho biết, ngay sau khi mực nước giảm một phần, họ sẽ đến khử trùng cho đến khi hết nước. Tại cuộc họp báo lần thứ 3 diễn ra tối qua, Su Menya, bí thư thành ủy Yayan, tiết lộ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, kết quả tìm kiếm người mất tích sẽ tốt hơn ngày hôm qua đối với thân nhân, bạn bè của các nạn nhân và những người mất tích đã khẩn trương đến huyện Hanyang. Trụ sở đã thiết lập một trạm tiếp nhận để bố trí nơi ăn, ở cho họ. Vào khoảng 7 giờ 10 phút tối ngày hôm qua, sau hai âm thanh bị bóp nghẹt, mối nguy hiểm do thảm họa sập núi ở huyện Hanyang, thành phố Yayan, tứ xuyên, khối đá đã được loại bỏ thành công bằng cách cho nổ mìn. Đây là chiến thắng đầu tiên trong trận chiến đầu tiên của công việc loại bỏ khối đá nguy hiểm đối với thảm họa địa chất sập núi cao ở Hanyang. Vào khoảng 11 giờ 30 phút 2 ngày trước, tại km 73+000, K73+330, tỉnh lộ 306 thuộc thị trấn Thuận Hòa, huyện Hanyang, thành phố Yayan, do núi cao bị sạt lở bất ngờ trượt vào một khu vực rộng lớn, gây ra cả hai bên sông Dadu Hê Long, một thảm họa địa chất hồ đập thứ cấp và hiếm gặp. Phóng viên được biết có 2 người thiệt mạng, 18 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng, 29 người mất tích. Thảm họa cũng khiến 147 ngôi nhà và 1.774 mô đất nông nghiệp ở thượng nguồn bị nhấn chìm và hơn 7.000 cư dân đã phải chuyển đi. Hầu hết những người thương vong và mất tích trong thảm họa này là hành khách đi chuyến tàu K-117 từ Bắc Kinh đến Panjihua. Các nạn nhân tạm ổn và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo Su Menya, bí thư thành ủy Ayan, kiêm giám đốc ủy ban thường vụ Đại hội Nhân dân thành phố, nguyên nhân của vụ tai nạn là núi bị sạt lở do động đất, sự sụp đổ và trượt lở xảy ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, mưa nhiều ngày. Do núi bị sạt lở, 3 khối đá nguy hiểm còn sót lại trên đỉnh và hai bên sườn núi bị sạt lở với khối lượng hơn 100.000 m3. Nhu cầu bom hẹn giờ luôn đe dọa an toàn tỉnh lộ 306.
Su Men Yang giới thiệu hồ đập hình thành trên sông Dadu có cấu trúc tương đối lỏng lẻo. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua, hồ đập bắt đầu xả ra khỏi đập. Dưới tác động của dòng nước cực lớn, diện tích vỡ ngày càng lớn, các chuyên gia liên quan từ Sở Tài nguyên Đất đai tỉnh Tứ Xuyên và Sở Tài nguyên nước đã khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Sau khi hội ý, họ đã cho nổ khối đá nguy hiểm ở phía bên phải của khối đá bị sập. Phóng viên tìm hiểu từ Sở Chỉ huy Tiền Phương, sau khi các nhân viên cứu hộ, cứu trợ leo lên đỉnh núi lần đầu tiên, họ nhận thấy ngọn núi vẫn tiềm ẩn nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu sông Dadu, kế hoạch nổ mìn và dỡ bỏ chướng ngại vật dự kiến ban đầu từ 5 đến 6 giờ chiều cùng ngày đã được hoãn lại. Việc nổ mìn sẽ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Theo bản tin tức phát thanh truyền hình trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, lúc 9 giờ 38 phút, núi đá khỉ bị sập ở huyện Haiyuan, tỉnh Tứ Xuyên, làm 2 người chết, 29 người mất tích và sông Dadu bị chặn. Vì vậy, việc tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân thượng nguồn và hạ lưu. Do ngọn núi vẫn có khả năng tiếp tục sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ cứu nạn và việc khôi phục giao thông tại chỗ, nên Bộ Tư lệnh Tiền Phương đã tiến hành nổ lần thứ hai vào tảng đá hiểm trở của ngọn núi lúc 7 giờ 43 phút đêm qua, đạt được kết quả như mục tiêu mong đợi. Đài Tiếng Nói Trung Quốc đã liên lạc với Hei Yu, phóng viên từ Ayan, Tứ Xuyên để tìm hiểu về tình hình mới nhất trên sông Dadu. Ngày hôm nay, trên thượng nguồn hồ đập có mưa to, đề phòng mực nước hồ đập dâng cao gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của người dân vùng thượng lưu và hạ lưu, thân đập của hồ bị ngăn thành đập ở sông Dadu phải được cho nổ lại. Tuy nhiên, do môi trường xung quanh phức tạp, thời tiết bất thường và nhiều yếu tố khác, vấn đề này luôn xoay vần. Bởi những nguy hiểm mới luôn xảy ra trên núi đá khỉ, phía trên vị trí tắc nghẽn, nên việc nổ mìn đã bị hoãn 3 lần liên tiếp. Sở Chỉ huy cũng liên tục điều chỉnh thời gian và kế hoạch nổ mìn. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho nổ mìn phần thân bị chặn đã hoàn tất. Theo yêu cầu của Sở Chỉ huy, việc nổ mìn sơ bộ đã được tiến hành trên những tảng đá nhỏ hơn. Những tảng đá trên thân bị chặn phải được khoan bằng máy chuyên nghiệp. Máy nổ lỗ. Các kỹ sư đã đào hơn 20 hố nổ xung quanh phần thân bị chặn và rất nhiều công việc sơ bộ đã được thực hiện cho đến nay và phần thân bị tắc sẽ lần lượt được cho nổ. Cách đây 10 năm, trận động đất ở Vấn Xuyên mạnh 8,0 độ Richter đã đẩy hàng triệu sinh mạng đến bờ vực chết chóc chỉ trong vòng 80 giây. Đây là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất kể từ khi thành lập mới Trung Quốc. Chỉ với một mệnh lệnh, toàn bộ quân đội từ Nam chí Bắc bay trên không, cơ động trên mặt đất, vượt núi, vượt sông, tất cả đều chỉ về cùng mục đích, khu vực động đất Vân Xuyên. Mọi người sẽ không bao giờ quên rằng sau trận động đất, 170.000 cán bộ chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân cũng như dân quân dự bị đã lao vào ứng cứu từ trên không, dưới mặt đất và từ mọi hướng, lấy lại tinh thần sống từ bàn tay của thần chết. Khi thảm họa xảy ra, những người lính Trung Quốc luôn đi ngược chiều và đứng giữa trời và đất. Họ dùng tay cứu vớt những sinh mạng trong đống đổ nát, dùng đôi chân để bước trên những con đường đầy gập ghềnh. Dùng đôi vai để cáng những mảnh đời yếu đuối trên cáng. Chỉ cần người dân cần, họ sẽ không quay đầu lại. Mọi người có thể không biết tên của họ, nhưng lịch sử sẽ luôn ghi nhớ bộ đồ ngụy trang mà họ đã mặc. Hôm nay, 10 năm sau, chúng ta hãy quay trở lại khung cảnh, mở cửa sổ thời gian, ghép những mảnh vỡ của lịch sử lại và chạm vào sức mạnh du hành xuyên thời gian và không gian. Ngày 13 tháng 5 năm 2008, các cán bộ chiến sĩ cứu trợ thiên tai đã cõng những người bị thương nặng đến nơi an toàn. Trận động đất khiến 80% thị trấn cổ và hơn 60% thị trấn mới ở quận Bắc Xuyên, Tứ Xuyên bị sụp đổ. Sạt lở đất do trận động đất khiến thị trấn gần như tan hoang. Các cán bộ chiến sĩ cứu trợ thiên tai đã bất chấp nguy cơ sạt lở đất và dư chấn ở huyện Bắc Xuyên vượt qua muôn vàn khó khăn để giải cứu những người bị thương. Trận động đất khiến 80% tòa nhà cũ và 60% tòa nhà ở quận Bắc Xuyên, Tứ Xuyên bị sập, gây thương vong nặng nề. Cũng vào cùng ngày, tại quận Bắc Xuyên sau trận động đất, các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã giải cứu một đứa trẻ bị tách khỏi gia đình và khiêng một bé gái còn sống lên dốc. Và một đơn vị của lực lượng không quân đóng tại Vũ Hán đã cử một số lượng lớn các sĩ quan và binh sĩ PLA đến Tứ Xuyên để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai với các vật dụng và thiết bị cứu trợ thiên tai. Ngày 14 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ PLA đến thị trấn Jinshu, huyện Vấn Xuyên bắt đầu công việc cứu trợ thảm họa. Các thành viên của một đội y tế của một đơn vị PLA chuẩn bị thực hiện chuyến bay vào khu vực thảm họa tại một sân bay quân sự ở Thành Đô.
cùng ngày, một đội y tế của quân đội Giải phóng Nhân dân đã tiến vào Vân Xuyên, Mao Xi'an và các khu vực thảm họa khác bằng trực thăng để thực hiện cứu hộ. Lực lượng cứu hộ từ một trung đoàn hàng không quân đội của quân khu Thành Đô cũ đang vận chuyển những người bị thương tại sân bay quân sự Thành Đô. Các binh sĩ của quân đội Giải phóng Nhân dân đã tìm kiếm và kêu gọi các giáo viên và học sinh còn sống trong đống đổ nát của một trường trung học cơ sở ở huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2008, công việc cứu trợ động đất đang diễn ra sôi nổi tại thị trấn Jingshu, huyện Vân Xuyên. Các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu một người sống sót từ đống đổ nát của tòa nhà ký túc xá bị sập của nhà máy hóa chất Yunfeng ở thị trấn Jinghua, thành phố Xinfang, tỉnh Tứ Xuyên. Yu Jirong, cựu lãnh đạo một trung đoàn hàng không lục quân của quân khu Thành Đô và là một phi công siêu đẳng, đã lái máy bay chở những người bị thương khỏi khu vực bị động đất Vân Xuyên. Các cán bộ chiến sĩ cứu hộ khiêng một cụ già ra khỏi nơi xảy ra thảm họa. Một toán lính dù đã được điều đến Mianzhu chuẩn bị tiến đến vùng thiên tai, nơi giao thông bị gián đoạn. Các cán bộ chiến sĩ tạm nghỉ ăn trưa giữa ca để cứu những người bị thương. Cùng ngày, các sĩ quan và binh sĩ đến cứu hộ và cứu trợ thảm họa đã phát động công tác tìm kiếm cứu nạn giáo giết ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Gia đình của Yu Jirong sống ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên, cuộc sống và cái chết của cha mẹ anh trong trận động đất vẫn chưa được biết. Anh đã bay đi bay lại giữa Vân Xuyên và Thành Đô nhiều lần để chở những người bị thương, nhưng anh không có thời gian để ý đến nhà và cha mẹ không có tin tức gì. Ngày 16 tháng 5 năm 2008, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ đã chạy khắp thành phố mang theo những người được cứu sống. Vậy là công tác cứu hộ và cứu nạn vùng thiên tai Bắc Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề đã bước sang ngày thứ 5. Thời gian là cuộc sống và có thể thấy các nhân viên cứu hộ luôn bận rộn ở quận Bắc Xuyên. Ngày 17 tháng 5 năm 2008, một nhóm binh sĩ PLA đẫm mồ hôi khiêng những nạn nhân bị thương nặng đến nơi an toàn. Yang Chunmei được đưa ra khỏi đống đổ nát sau gần 6 giờ đồng hồ được lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp giải cứu. Cậu bé Yang Chunmei, 11 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Jinshu, huyện Vân Xuyên, bị kẹt chân dưới dầm bê tông, đã được giải cứu an toàn và đưa lên trực thăng chuyển đi đến Thành Đô để điều trị. Ngày 18 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ của một đơn vị cảnh sát vũ trang nào đó đã tức tốc đến huyện Bắc Xuyên để tìm kiếm và cứu nạn. Cùng ngày tại Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên, các cán bộ chiến sĩ quân Giải phóng Nhân dân, cảnh sát vũ trang và lực lượng cứu hộ dự bị đã cùng nhau liều lĩnh tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn và dọn dẹp đống đổ nát. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ của một sư đoàn Hồng quân thuộc quân khu Thành Đô đã lội xuống nước ở làng Jongku, huyện Mao Xi'an và đưa học sinh đến một trường học trong lều. Ngày 29 tháng 5 năm 2008, do ảnh hưởng của mưa và sương mù dày đặc, gần 400 cán bộ chiến sĩ thuộc quân đoàn 2 và 3 thuộc binh đoàn cảnh sát vũ trang Thủy Điện và Sở Chỉ huy Tam Hiệp đã bất chấp nguy hiểm của dư chấn và sạt lở đất để vượt núi và núi trong mưa để mở ra một con đường từ quận Bắc Xuyên. Một con đường núi dài 8 km đến đỉnh của hồ bị sập ở Tan Shat Yan. Đoàn kết. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2008, quân Giải phóng Nhân dân đến thị trấn Jingshu, huyện Vân Xuyên để giúp những người bị mắc kẹt ở thị trấn Jingshu, huyện Vân Xuyên lên tàu cao tốc và chuẩn bị chuyển đến khu vực an toàn. Các cán bộ và chiến sĩ quân Giải phóng Nhân dân đã sử dụng thiết bị vận tải thủy cỡ lớn để vận chuyển người dân đoạn từ thị trấn Jingshu, huyện Vân Xuyên, sông Mianjiang đến Duyangwan. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ của một quân khu cũ Tây Nam đã dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm các nạn nhân tại làng Yufeng, thị trấn Long Men San, thành phố Bành Châu. Cùng ngày, các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát có vũ trang đã chất hàng cứu trợ tại cầu cảng tạm thời của Jipiku Recibio ở Duyangwan để đưa vào vùng bị thảm họa để cứu trợ. Các lực lượng cứu hộ tức tốc lên trực thăng chở những người bị thương. Một nhóm quân của quân khu Thành Đô trước đây đã điều động nhiều đợt trực thăng đến thị trấn Jingshu, huyện Vân Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, để chuyển vật liệu cứu trợ và giải cứu các nạn nhân bị thương. Và công việc cứu trợ trận động đất ở thị trấn Jingshu, huyện Vân Xuyên đang diễn ra sôi nổi. Một bộ phận lính dù đã giải cứu tại khu. Cùng ngày, quân đội Giải phóng Nhân dân, các sĩ quan, binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân dự bị tiếp tục triển khai công tác cứu hộ tại huyện Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên.
tại thị trấn Jingxiu, huyện Vân Xuyên, các nhân viên và binh sĩ cứu hộ đã nâng những người bị thương lên trực thăng và vận chuyển họ ra ngoài, thiết lập đường cứu sinh trên không cho Vân Xuyên sau trận động đất. Người đứng vững đến cuối cùng. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2008, một trung đoàn phòng chống hóa chất của quân khu Thành Đô trước đây đóng tại Vân Nam đã bắt đầu tiến hành công tác phòng chống dịch tại khu vực di tích trận động đất ở huyện Bắc Xuyên, kiên quyết phun thuốc khử trùng từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày để đảm bảo không có dịch bệnh lớn xảy ra sau thảm họa. Các binh sĩ phòng hóa của một trung đoàn phòng hóa của quân khu Thành Đô cũ đóng tại Vân Nam đã tiến hành xử lý phòng chống dịch thường quy trên các tàn tích động đất ở huyện Bắc Xuyên. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2008, những người lính phòng hóa đã bất chấp cái nóng như thiêu như đốt để đi bộ qua những tàn tích ở Bắc Xuyên để phòng chống dịch. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2008, đội cuối cùng của nhân viên cứu hộ từ tỉnh Hồ Đập ở Tashachan đã sơ tán và chỉ một số sĩ quan và binh lính cùng các thiết bị được niêm phong bị bỏ lại trên tỉnh Hồ Đập ở Tanjastan. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2008, những sĩ quan và binh lính cuối cùng bị bỏ lại trong hồ đập Tajikistan đã được sơ tán và các sĩ quan và binh sĩ khẩn cấp lên máy bay để di tản. Giây phút nghỉ ngơi trong khủng hoảng. Các binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang và các lực lượng cứu hộ khác thực hiện cứu trợ động đất ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, đang ngày đêm tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân đang nghỉ ngơi một lúc bên vệ đường, thức dậy và tiếp tục tham gia vào các trận chiến mới. Tại huyện Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang trở về sau đợt cứu hộ khẩn cấp ở Chenzadai đã dành thời gian nghỉ ngơi và chờ đồng đội để được thay thế. Tại sân bay Thái Bình ở Thành Đô, phi hành đoàn của Liu Jun, một bộ phận của quân đoàn hàng không vận tải hàng không Quảng Châu, người đã bay ngày đêm trên tuyến đầu cứu trợ thảm họa trong 15 ngày liên tục. Khi Đa, một kỹ sư của đài truyền thanh hiện trường cứu trợ động đất của quân giải phóng nhân dân, đang tiến hành kiểm tra hàng ngày đối với một bộ thiết bị phát sóng của đài phát thanh nhằm làm phong phú thêm đời sống của cán bộ và chiến sĩ trong khu vực thiên tai trong giai đoạn sau của cuộc giải cứu. Một trận địa phát sóng trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã được thiết lập đặc biệt. Phát thanh viên của đài truyền thanh hiện trường cứu trợ động đất của quân giải phóng nhân dân Việt Nam đang làm việc hăng say. Hai sĩ quan và binh sĩ thuộc lực lượng cứu trợ thảm họa quân khu Tây Nam cũ đã nghe chương trình thời sự đài phát thanh chiến trường trong lều của họ khi rảnh rỗi. Tình quân và dân như cá và nước. Ngày 15 tháng 5 năm 2008, các sĩ quan và binh sĩ cứu hộ đang cho trẻ em vừa được giải cứu khỏi khu vực bị động đất Bắc Xuyên. Cùng ngày, các binh sĩ đến cứu hộ và cứu trợ thảm họa đã tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn giao giết ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Cán bộ chiến sĩ cứu hộ đang cho một cháu bé uống nước. Cùng ngày, các binh sĩ đến cứu hộ và cứu trợ thảm họa đã tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn giao giết ở Bắc Xuyên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên. Tại huyện An Xian, tỉnh Tứ Xuyên, các binh sĩ của quân đội giải phóng nhân dân đã đưa một nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi núi và cho họ đồ ăn và nước uống. Hình ảnh các cựu nhân viên cứu hộ của quân khu Thành Đô là Guo Digao đang chăm sóc những người bị thương trên một chiếc trực thăng cứu trợ thảm họa. Tại làng Xuân Khu, thị trấn Xuân Khu, huyện Vân Xuyên, người dân địa phương đã gửi nước cho các chiến sĩ thuộc biệt đội Daju thuộc quân đoàn cảnh sát vũ trang Tứ Xuyên. Thảm họa kinh thiên động địa chính là mệnh lệnh cho ba đạo quân đi viện chinh. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang đã khẩn trương đến khu vực bị thiên tai để cứu trợ động đất. Các chiến sĩ quân giải phóng nhân dân cùng giáo viên và học sinh trường tiểu học lều tình thương Tiger ở huyện Kinh Chuan, Tứ Xuyên tham gia lễ chào cờ. Sau 100 ngày làm việc chăm chỉ, sư đoàn giang cưa số 40 đã sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tứ Xuyên và đám đông đã tiễn họ ra ga đường sắt. Người dân ở Miên Dương đã đến nhà ga để tiễn các cán bộ và chiến sĩ cứu trợ thiên tai. Các cán bộ chiến sĩ chia tay quần chúng và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của họ với những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong một thông báo được công bố vào cuối ngày hôm qua, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết 9.300 ngôi nhà đã bị sập và 3,71 triệu hectare đất nông nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt, với thiệt hại kinh tế trực tiếp theo ước tính khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,93 tỷ đô la Mỹ. Bộ này cũng cho biết hơn 4.300 người đã được giải cứu khỏi nước lũ, nơi ảnh hưởng đến các khu vực trải dài từ tỉnh Quảng Đông ở phía Đông Nam đến Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào mùa hè, Trung Quốc thường xuyên trải qua hạn hán ở vùng cực Bắc và lũ lụt ở miền Nam.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cảnh báo các khu vực phía Bắc đất nước phải đối mặt với lượng mưa thấp hơn trong năm nay, trong khi mưa lớn theo dự báo sẽ làm tăng rủi ro lũ lụt ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Mưa lũ càn quét 15 người Trung Quốc thiệt mạng. Thưa quý vị, đợt mưa xối xả trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây lũ lớn khiến ít nhất 15 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ đầu mùa lũ khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm nay cho biết, tính đến ngày hôm qua đã có 15 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay, đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 1,93 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường cấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Xinhua cho biết thêm, theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình. Đặc biệt, từ ngày cuối tháng trước, lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 680 triệu đô la Mỹ. Hơn 890.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Thưa quý vị, mưa lớn gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 328 triệu nhân dân tệ cho 436.300 người ở Hồ Bắc. Phóng viên đã tìm hiểu từ văn phòng của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc cho biết, mưa lớn đã khiến Tây An, Hoàng Thạch, Hoàng Cương và Xinyan ở tỉnh Hồ Bắc, 13 quận huyện thành phố Yayu, Chibi, Thông Cheng, Chongyang, Tongshan, Daye, Yangxin, Kichun, Hoangme, Wuxi, Wushan và Fangxian bị ảnh hưởng với dân số 436.300 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 328 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ làm hư hỏng 160 kè, hư hỏng 69 bờ sông, cuốn trôi 38 ao đập, hư hỏng 120 công trình thủy lợi, quốc lộ 106 tích nước trên diện rộng, ngập 13,5 km trên một số đoạn trên quốc lộ 351. Đường cao tốc vẫn ngập trong lũ, liên tục bị gián đoạn. Theo báo cáo, có tổng số 34,35 nghìn hectare cây trồng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, 354 ngôi nhà bị sập, 130 tuyến đường giao thông bị gián đoạn, 567 kè với chiều dài 47,29 km bị hư hỏng, 254 kè bảo vệ bờ. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, trong số 74 bản tin giám sát và cảnh báo sớm thiên tai núi cấp quận trong tỉnh, tổng số 30 quận và khu vực đô thị có mưa, 8 quận và khu vực đô thị gửi tổng cộng 797 tin nhắn cảnh báo lũ quét, 468 người đã tham gia và chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt. Theo bản tin nước, lúc 8 giờ ngày hôm qua, mực nước ao sen dòng chính sông Dương Tử ở mức 34,86 m trên mức cảnh báo 2,36 m, cách mực nước đảm bảo 1,6 m. Mực nước tại Lushan là 33,91 m trên mức cảnh báo 1,91 m. Mực nước tại Hán Khẩu là 28,13 m trên mức cảnh báo 3,13 m. Cách mực nước cảnh báo 1,17 m. Chịu ảnh hưởng của mực nước dòng chính sông Dương Tử, lúc 8 giờ hôm nay, mực nước dưới trạm Yeku, dòng chính hạ lưu sông Hàn tiếp tục lên ở mức 0,57 m tại ga Yeku, tăng lên 0,97 m ở ga Hán Xuyên. Các tuyến đê của tỉnh dài 1.382,58 km được củng cố, chiều dài cảnh báo 411,34 km, bao gồm 241,34 km ở sông Dương Tử và 66 km trên chiều dài đảm bảo. Để đối phó với tình hình lũ lụt, chỉ số phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 24 giờ ngày hôm trước. Đồng thời, tỉnh tổ chức 5 phòng chống lũ lụt và thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc và phó thống đốc điều hành Wang Chuping, phó chỉ huy trưởng Bộ Quốc phòng tỉnh, chủ trì phòng thương mại phòng chống lũ lụt và bố trí triển khai công tác kiểm soát lũ lụt. Hai nhóm công tác do Văn phòng Quốc phòng tỉnh Hồ Bắc gửi đã được giao cho huyện Yangxin và huyện Tongshan để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Các dòng chảy vụn thường xảy ra ở các khu vực sông băng cao nguyên hoặc đồi núi bán khô cạn.
Địa hình ở đây rất dốc, nhiều trầm tích đá và các trầm tích khác ít cây cối. Một khi mưa bão đến hoặc các sông băng tan băng, các tảng đá lớn và nhỏ có đủ độ ẩm sẽ trượt dọc theo độ dốc tạo thành lở đất. Sạt lở đất và dòng chảy mảnh vụn là hiện tượng địa chất tự nhiên phổ biến ở các vùng núi. Sạt lở là hiện tượng toàn bộ đất đá trên sườn đồi trượt xuống dưới tác dụng của trọng lực do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dòng chảy đá vụn đề cập đến một dòng nước xoáy đặc biệt bao gồm một lượng lớn vật liệu rắn như bùn, cát và đá được mang theo bởi dòng nước trong các thung lũng núi khi có mưa liên tục. Dòng chảy đá vụn là dòng nước xoáy đặc biệt mang theo một lượng lớn trầm tích và đá do sạt lở đất, do mưa lớn, bão tuyết hoặc các thảm họa thiên nhiên khác gây ra ở các vùng núi hoặc các vùng có khe núi sâu, địa hình dốc. Dòng đá vụn có đặc điểm là đột ngột, vận tốc nhanh, dòng chảy lớn, sức chứa vật liệu lớn và sức công phá mạnh. Các dòng rác thải thường cuốn trôi đường bộ, đường sắt và các phương tiện giao thông khác, thậm chí cả làng mạc và thị trấn, gây ra thiệt hại lớn. Những dòng chảy mảnh vụn và thảm họa sạt lở đất đã xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1961, một dòng chảy đá vụn lớn và thảm họa thứ cấp sạt lở đất đã xảy ra trên bờ hồ chứa nước Chiết Tây ở Jinshui, tỉnh Hồ Nam. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2011, 10 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong thảm họa sạt lở đất ở quận Kiao, thành phố Tây An và 22 người được xác định sơ bộ là mất tích. Vào lúc 8 giờ 26 phút ngày 11 tháng 1 năm 2013, một vụ lở đất đã xảy ra tại nhóm dân làng Yao Jingu, làng Gapo, thị trấn Goju, huyện Jiangxiong, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam và hơn 10 ngôi nhà của dân làng đã bị chôn vùi. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, một vụ lở đất thứ hai đã xảy ra ở đoạn Singapore của tỉnh Lộ ở huyện Sinan, tỉnh Quý Châu. Trong quá trình sửa chữa đoạn sạt lở, 5 người vẫn đang mất tích. Hôm nay, biên tập viên giới thiệu sơ qua một số kiến thức liên quan về thiên tai để biết các dấu hiệu và các dạng tai biến địa chất khác trước khi dòng chảy đá vụn. Các bạn hãy tìm hiểu thêm về thiên tai trên Bye Bye Steffi Network, mong rằng sẽ hữu ích với các bạn. Mưa lớn ở Quảng Châu gây ra lở đất. Kính thưa quý vị, gần đây, mưa lớn liên tục ở một số khu vực ở Quảng Đông đã gây xôn xao khắp nơi. Ban quản lý khẩn cấp Quảng Châu đưa ra tình hình mưa lớn. Một trận lở đất nhỏ xảy ra ở quận Hoàng Phố kèm theo lở đất. Một phương tiện bị mắc kẹt trong đường hầm đại lộ Khai Nguyên, 2 người chết đuối và 4 người thoát nạn. Các chuyên gia khí tượng đánh giá trận mưa kéo dài hàng giờ trong đợt mưa xối xả này đã vượt kỷ lục lịch sử cả với cường độ và phạm vi. Thương vong do mưa bão cực lớn là không thể tránh khỏi, cho dù hệ thống thoát nước có tốt đến đâu. Mưa bão lớn là một loại thiên tai khí tượng có khả năng cao xảy ra thảm họa lũ lụt và xói mòn đất kèm theo dòng chảy đá vụn. Việc xảy ra thiên tai thường có báo trước và có những dấu hiệu nhất định trước khi sạt lở đất. Mưa kéo dài, tiếng sấm trong thung lũng sau trận mưa bão cho thấy sắp xảy ra lở đất. Các công trình trên sườn đồi bị biến dạng. Vào mùa xuân, nước giếng đột nhiên đục và nước dỉ đột ngột nơi khô cạn đều là dấu hiệu của sạt lở đất. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phán đoán sự xuất hiện của một số thiên tai thông qua một số phản ứng bất thường của gia cầm vật nuôi. Mưa lớn xảy ra là hiện tượng tự nhiên và chúng ta không cần quá lo lắng. Tuy có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người, nhưng quá trình hình thành mưa lớn rất phức tạp. Xét về góc độ vĩ mô thì điều kiện vật chất cần để tạo ra mưa lớn là nguồn gốc của hơi nước liên tục, luồng không khí chuyển động mạnh và dai dẳng lên trên và sự không ổn định của cấu trúc khí quyển. Ngoài ra còn có lốc xoáy, bão và các yếu tố khác. Vì vậy, bạn nên làm gì nếu bạn gặp phải một vụ trượt bùn? Xét cho cùng, những thảm họa về khí tượng như bão rất phổ biến ở nước ta. Chỉ cần nắm vững các kỹ năng thoát hiểm chính xác thì bạn mới có thể chiến thắng. Khi gặp sạt lở, việc trốn tránh một cách mù quáng là điều rất ngu ngốc. Chọn đường thoát chính xác là chìa khóa để thoát ra, bạn cần tránh những nơi có thể trượt bùn đi qua. Đừng bao giờ chạy theo hướng có sạt lở hoặc nấp trong cây, vì lực của một trận lở đất đủ để quật ngã một cái cây và mang nó đi. Đường thoát hiểm nên chọn hai bên vuông góc với đường dòng chảy của xà bần. Leo càng cao càng tốt, chọn chỗ cao bằng phẳng và cứng về mặt địa chất để tránh dòng chảy xà bần. Lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và một số cơn lốc xoáy cùng lúc xảy ra ở Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc trong tuần này khiến hàng triệu người phải sơ tán. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khu vực miền Nam nước này dự kiến ghi nhận những trận mưa xối xả từ hôm nay cho đến cuối tuần tới.
Ít nhất 9 tỉnh và khu vực ở miền Nam đã ban hành cảnh báo bão và lũ lụt nghiêm trọng. Đáng chú ý, khu vực Quảng Châu chứng kiến hiện tượng thời tiết hiếm hoi khi lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và một số cơn lốc xoáy xảy ra cùng lúc, khiến hàng triệu người phải sơ tán, làm hư hại tài sản, ngập đất canh tác và gây ra nhiều trận bão cũng như lũ lụt hơn. Cụ thể, vào tối 2 ngày trước, một cơn lốc xoáy quét qua các khu vực ở Quảng Châu giữa lúc mưa lớn, cắt đứt nguồn cung cấp điện cho hơn 6.100 người dùng. Truyền thông địa phương cho hay mực nước dâng lên ở mức nguy hiểm, cộng thêm sóng lớn ở lưu vực sông Châu Giang khiến chính phủ trung ương phải cử nhân viên văn phòng chống lũ lụt tới hỗ trợ. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc CNCC cho biết, kể từ tháng trước, lượng mưa ở lưu vực sông Châu Giang, một hệ thống sông rộng lớn chảy qua Quảng Đông và các khu vực thuộc Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2000. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến đạt mức cao bất thường vào tuần tới, có khả năng vượt qua 41,2 độ C. Thời tiết ấm áp bất thường xảy ra ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị lũ lụt tàn phá vào mùa hè 2 năm trước. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ đầu mùa lũ năm nay. Trong quá khứ, nước này dễ bị lũ lụt gây ra lở đất, lở núi và ngập đất canh tác. Gần đây, Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan nhiều hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Bắc Kinh đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vừa qua, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý khi bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra. Điều kiện thời tiết ở Trung Quốc có xu hướng không thuận lợi trong năm nay. Một quan chức của cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo cho biết, trận chiến chống lũ lụt của Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng khi những cơn mưa lớn làm tăng mực nước ở thượng nguồn sông Trường Giang, dẫn tới nguy cơ lũ chồng lũ. Bộ quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo đợt mưa lũ mới tiếp theo trên sông Trường Giang và sẽ còn mạnh hơn đợt lũ hồi đầu tháng 7. Một số chuyên gia lo lắng Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên nhiều con sông và hồ chứa. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng gần 15 mét trong 10 ngày qua và gần mực thiết kế đập tối đa 175 mét. Vào thời điểm Bộ Thủy lợi thông báo hôm vừa qua, mực nước hồ chứa lên tới 165 mét. Giữa lúc lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp chạm mức 69.000 mét khối trên giây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các nỗ lực kiểm soát lũ đang ở giai đoạn quan trọng vì những trận mưa lớn nhất có xu hướng rơi vào cuối tháng này và đầu tháng tới ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc. Ông Tập cũng cảnh báo về lũ lụt trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc. Khi xảy ra lũ lụt trên hệ thống sông Hoàng Hà, sẽ có khoảng hơn 30 triệu người tại 26 tỉnh bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu bị ảnh hưởng bởi trận lụt trong những tuần tới đây. Theo Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp, từ đầu tháng trước đến nay có 93 người tử vong và mất tích và hơn 2,6 triệu người buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại về kinh tế của lũ lụt Trung Quốc chỉ trong hơn 2 tuần ở mức gần 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt lũ mới nhất là Hồ Bắc, địa phương là nơi đã từng là tâm dịch COVID-19 vào năm 2020. Đây cũng là tỉnh có 17 thành phố bắt đầu kiểm soát thực phẩm khẩn cấp. Khắp tỉnh Hồ Bắc, các máy bay trực thăng làm việc cật lực để đổ hàng tấn cát và sỏi lên bờ kè. Văn phòng quản lý khẩn cấp Hồ Bắc hôm vừa qua cho biết ít nhất 9 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề kể từ giữa tháng trước, ít nhất 53 người thiệt mạng và 21 người mất tích, hơn 45.000 người ở thành phố Ân Thi đã được sơ tán. Trước đó, mưa lũ nặng nề, nhiều khu vực trong thành phố này bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Quan chức thành phố đã 3 lần nâng cấp mức phản ứng khẩn cấp trong vòng chưa đầy 5 giờ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục tàn phá khắp Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam, Hồ Nam và Quý Châu vào cuối tuần, với lượng mưa dự kiến từ 180mm đến 290mm. Trong khi đó, tại Giang Tây đã sửa xong 210m đê vỡ gần Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc sau 5 ngày nỗ lực. Ở vùng thượng lưu sông Dương Tử, thành phố Trùng Khánh đang chuẩn bị cho trận lụt tồi tệ nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay. Đêm qua, lãnh đạo thành phố Trùng Khánh áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời để ngăn chặn các tàu chở hàng nguy hiểm, container và các tàu khác có tổng trọng tải dưới 600 tấn và các khu vực nhất định của sông Trường Giang.
Thưa quý vị khán giả, lũ lụt xảy ra liên hoàn ở Trung Quốc, nhấn chìm nhiều khu vực khiến cho cuộc sống của người dân lâm vào cảnh lầm than, màn trời chiếu đất. Không những thế, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt cũng đã làm cho các nước láng giềng cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Gần 4,8 triệu người ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ và Nepal cũng đang phải sơ tán do lũ lụt, trong khi ít nhất 209 người thiệt mạng và hơn 25 người mất tích. Tờ Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ Ấn Độ hôm vừa qua cho biết con sông Brahmaputra đã tràn bờ, đã phá hủy mồ màng và gây ra lở bùn khiến hàng triệu người phải di rời. Con sông này chảy qua Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Kể từ cuối tháng vừa qua, hơn 3,08 triệu người ở bang Assam sơ tán do lũ lụt và 88 người thiệt mạng. Bộ trưởng Thủy lợi ở bang Assam Kesab Mathata nói với Reuters rằng tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng với hầu hết con sông chảy mạnh trên mức nguy hiểm. Bang Assam đang đối mặt với thách thức kép khi vừa chống lũ lụt vừa xử lý đại dịch COVID-19 tái bùng phát. Khoảng 26 trong số 35 huyện bị ảnh hưởng sau khi lũ lụt tàn phá trong đợt vừa qua. Dữ liệu của chính quyền New Delhi cho thấy gần 1,6 triệu người đã tái mắc COVID-19 và 30.843 người tử vong trên toàn quốc do dịch bệnh này. Ấn Độ là nước láng giềng của Trung Quốc, nơi cũng hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ tháng trước, làm ít nhất 190 người thiệt mạng và thiệt hại ước tính vào khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Mưa xối xả ở khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đứng trước nguy cơ cao về sự an toàn của con đập. Tại Nepal, giáp Ấn Độ, chính phủ yêu cầu người dân sống dọc theo vùng đồng bằng phía Nam cảnh giác vì mưa lớn dự kiến xuất hiện dồn dập trong những ngày tới. Hơn 125 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất kể từ tháng trước. Cảnh sát Nepal cho biết khoảng 125 người khác bị thương do lở đất và lũ quét cuốn trôi nhà cửa, phá hủy đường xá, cầu cống. Nhiều người dân ở 36 trên 74 huyện phải sơ tán đến nơi an toàn. Quan chức Bộ Nội vụ Nepal Murari Wasti nói rằng số người chết sẽ còn tăng lên vì 84 người vẫn đang mất tích. Lở đất và lũ quét xảy ra phổ biến ở Nepal và các bang Assam, Bihar của Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Thưa quý vị, tin tức mạng thời tiết đưa tin, kể từ cuối tuần qua đã có những trận mưa lớn và mưa xối xả cục bộ ở hầu hết Vân Nam. Lượng mưa lớn có thể dễ dàng gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và dòng chảy đá vụn. Sáng hôm qua, một dòng chảy đá vụn đã bùng phát trên sông Nộn Giang ở Vân Nam, khiến một số lượng lớn phương tiện bị mắc kẹt. Công an địa phương đã khẩn trương đến hiện trường, tích cực phân luồng các phương tiện mắc kẹt, nỗ lực hết sức để giải cứu những người mắc kẹt. Hiện tại không có thương vong nào được ghi nhận. Mạng lưới thời tiết nhắc nhở việc đi lại trong thời tiết mưa liên tục cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Một số lượng lớn phương tiện bị mắc kẹt trong một trận lở đất bất ngờ ở Vân Long, Vân Nam, không có thương vong nào được báo cáo. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, trời đổ mưa lớn tại khu vực huyện Vân Long gây sạt lở đất đá bất ngờ trên toàn bộ đoạn tuyến đường tỉnh lộ Bao San Quay Gao đến Nujang Pinmya. Từ km 59 đến km 63, thị trấn Minjan, Vân Long County sẽ bị kẹt. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã lập tức tổ chức người khẩn trương đến hiện trường để phân luồng các phương tiện mắc kẹt và giải cứu những người mắc kẹt. Hiện số phương tiện mắc kẹt đã giảm bớt, chưa thống kê được thương vong. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết nếu thời tiết tốt, dự kiến khoảng 8 giờ tối khu vực xảy ra sự cố sẽ được giải tỏa. Đài quan sát khí tượng Đại Lý phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 9 giờ ngày hôm nay. Dự báo trong 12 giờ tới, ở hầu hết các khu vực của Đại Lý sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa ở một số khu vực có thể lên tới hơn 70mm. Đề nghị các đơn vị và nhân viên có liên quan làm tốt công tác phòng chống lốc xoáy, sạt lở đất và các thảm họa khác. Dự báo trong 3 ngày tới, ở Tây Vân Nam và Nam Vân Nam có mưa lớn, dễ gây ra các tai biến địa chất như sạt lở đất và dòng chảy đá vụn, cần tăng cường công tác phòng chống. Để đối phó với thời tiết mưa lớn, Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam đã sắp xếp cẩn thận các dịch vụ hỗ trợ khí tượng và cố gắng hết sức để làm tốt công việc ứng phó. Đài quan sát khí tượng Vân Nam đã phát ra tổng cộng 4 tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam. Chú ý theo dõi tình hình thời tiết và đưa ra thông tin quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm kịp thời.